Jimmy xin kính chào tất cả quý vị. Thưa với tất cả quý vị là bây giờ chúng ta đang ở trong những ngày của cuối tháng 9. Làm Jimmy nhớ lại cách đây hơn 6 năm, cũng vào tháng 9, Jimmy có dịp phỏng vấn một người chị ca sĩ mà Jimmy rất là quý mến. Một tiếng hát đầy đam mê và một nhân dáng đẹp. Thưa quý vị, đó là nữ ca sĩ Diễm Ly. Mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón nữ ca sĩ Diễm Ly. Chị Diễm chào Jimmy. Dạ. Và cũng xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ. Dạ. Jimmy nhắc lại cái kỷ niệm đó là bởi vì chị Diễm là một trong những khách mời đầu tiên của Jimmy Show của em. Cũng đúng nha. Dạ. Dễ nhớ. Dễ nhớ. Dễ nhớ hai em nha. Dạ, cho nên mỗi lần xem lại những show cũ mà bây giờ nhìn lại 6 năm qua thì thấy chị vẫn đẹp. Đó là một câu này được nè, đó hồi đi ăn đâu chị bao. Dạ vâng. Nhưng mà hôm nay em nói là em phải thông báo mình nói chuyện về chương trình mùa thu. Dạ. Em phải xí nha cho chị có mặc cái gì màu nâu chứ, tại sao em mặc một màu rất là phù hợp mà chị không phù hợp gì mấy, mà chị lại rất là tin nữa chứ. Doraemon. Doraemon. Thoải mái được rồi chị. Yes, thoải. Dạ, mái vâng. Được rồi, đúng. Thưa với quý vị là lúc nãy chị Diễm có nhắc về một cái show mùa thu thì sắp tới chị Diễm Liên cùng với Jimmy sẽ tái ngộ với khán giả ở tại miền Nam California cũng như là miền Bắc Cali trong chương trình Mùa Thu Cho Em do hội VNHub tổ chức. Đây là một chương trình hàng năm gây quỹ mà được tất cả quý vị, nhất là ở miền Bắc Cali, đón nhận rất là nồng nhiệt. Và đặc biệt lần này được tổ chức thêm ở tại miền Nam sau mấy năm đại dịch không có tổ chức như này. Thì chị cộng tác với hội bao nhiêu năm rồi? Đây là lần đầu tiên. Ồ vậy ạ. Thưa em cũng như là thưa quý vị, đây là lần đầu tiên Diễm Liên được làm việc với VNHelp. Thì là tất nhiên là Diễm đã biết những cái gì mà cái mục đích của chương trình này làm việc đã, họ đã bắt đầu từ rất là lâu rồi. Nhưng mà đến bây giờ Diễm mới được gọi là vinh dự và cảm thấy rất là vui được góp một bàn tay để tham dự trong chương trình của VNHelp. Đây là một chương trình thật sự là đáng lẽ là mình phải xung phong, mình làm lâu lắm rồi đó nhỉ chị mình. Em là lần đầu tiên hay là lần thứ mấy rồi? Thưa chị và thưa quý vị là lần thứ ba. Là lần thứ ba. Vậy là chị là lính mới so với VNHelp. Nhưng mà em nghĩ là chị cộng tác lần này chị sẽ rất là thích cái làm việc của ban tổ chức và đặc biệt là khán giả của chương trình Mùa Thu Cho Em. Em có dịp em được làm MC 2 lần rồi. Em cảm thấy rất là vui, là đặc biệt là khán giả đón nhận mình rất là trang trọng thưa chị. Và em có hay nói trên đài là chương trình này á, bên cạnh mình làm việc nghĩa thì quý vị đến còn được thưởng thức một chương trình rất là nghệ thuật. Đúng, theo như là từ cái lúc mà Diễm nhận lời để hát trong chương trình VNHelp thì là từng bước một rất là kỹ lưỡng trong vấn đề là phải chọn bài hát như thế nào. Rồi Diễm rất là thích là cái cách ban tổ chức làm việc rất là đâu vào đấy, từng step một. Và thật sự là chị Diễm khi mà nhìn cái poster đã thấy nó cảm tình rồi. Một cái màu rất là đẹp, kính thưa quý vị, và thành phần ca sĩ là Diễm Liên rất là thích luôn. Tất nhiên là có MC rất là dễ thương của chúng ta ở đây. Diễm cũng được tham gia trong chương trình này. Có Quang Dũng. Và có một người mà Diễm Liên rất quý và cũng cùng quê với chị, đó là Trọng Bắc. Và có Vân Quỳnh nữa. Vân Quỳnh lâu quá rồi Diễm cũng không có được hát chung, cho nên kỳ này Diễm cũng rất là nôn nao để mà được làm việc chung với tất cả những các bạn ca nghệ sĩ trong chương trình hôm nay. Như chị có chia sẻ là chị cùng quê với anh Trọng Bắc, là quê ở đâu? Đà Lạt em. Đà Lạt. Với chị dân Đà Lạt. mà chưa bao giờ được hát với Trọng Bắc hết, cho nên kỳ này hai chị em mới nói thôi, kỳ này mình phải make it happen, là mình phải làm cho bằng được, là hai chị em phải song ca và chọn những bài mà thật là có gì đó hơi Đà Lạt mình chút xíu, có cái gì đó, tại vì thật sự Đà Lạt cũng có một cái gì riêng đó. Đúng. Cho nên chị Diễm với Trọng Bắc nói thôi, hai chị em kỳ này phải song ca với nhau, ít nhất là phải 2 bài. Đúng. Để cho tặng cho tất cả các quý khán thính giả của VNHelp. Và đặc biệt là những quý vị nào đồng hương Đà Lạt thì nhớ tham dự để cùng nghe hai người con của Đà Lạt hát với nhau. Nhất là ở San Jose rất là nhiều người Đà Lạt đang đón chờ, cho nên Diễm rất là đang nôn nao đây. Em cũng vậy, em được mong chờ cái chương trình này và đặc biệt nghe cái phần song ca của anh chị, bởi vì đây là lần đầu tiên mà hai người song ca với nhau. Đúng rồi. Hai chị em đều là người Đà Lạt cả. Cho nên cả Bắc, cả Trọng Bắc và cả chị Diễm luôn. Cho nên hai chị em đều nôn đem tới những cái bài hát thật là hay, chọn lọc đã thật là kỹ từ ban tổ chức cũng như là từ phía ca sĩ tụi Diễm, tụi chị nè. Cho nên mong là được gọi là thi thố trước khán giả. Coi như là tất nhiên là những cái chương trình nhạc thính phòng á, là
là khán giả là the best. Khán giả cứ ngồi để nghe, để mình thở, mình rót từng cái lời ca, tiếng hát vào tai của khán giả. Cho nên nôn, cho nên rất là mong chờ tới cái ngày đó để được trình diễn cho khán giả thôi. À, chị có đồng ý với em không là nhiều năm trở lại đây đó, những cái chương trình thính phòng như là Mùa Thu Cho Em này em thấy càng ngày càng ít đi, mà hầu như là dạ vũ là chủ yếu. Đúng. Cho nên chị nghĩ là khi mà những cái chương trình thính phòng thì có một cái lượng khách riêng. Đúng. Rất là riêng. Những người thật sự đến đó để mà nghe nhạc. Chứ không phải là đến để nhảy. Ví dụ để nhảy. Tại vì mỗi người một cái ý thích, mình tôn trọng hết. Có nhiều người đến để hàn huyên, gặp bạn bè. Nhưng mà thật sự, nói thật lòng là chị vẫn thích những hát cho những cái đêm nhạc như là thính phòng vậy. Giống như là để mình vừa hát cho mình, mà mình biết là ở dưới đâu đó với khán giả, là khán giả cũng đang coi như là nuốt từng cái lời ca. Đúng. Từng tiếng hát những cái tác phẩm rất hay nhạc Việt Nam của chúng ta. Cho nên cả hai luôn, cả hai đều sướng. Cả hai đều đều có một cái sướng riêng. Người ca sĩ đứng trên sân khấu thì đem một cái tâm tư, một cái niềm đam mê của riêng mình, không có bị chi phối bởi cái gì cả. Và ở dưới khán giả thì thì được ngồi nghe một cách rất là tử tế và trân trọng. Cái đó là cái mà người nghệ sĩ nào cũng thích cả, và khán giả cũng mà thật sự yêu âm nhạc, họ sẽ rất là thích. Mình hát, mình tâm tình với khán giả qua âm nhạc mà khán giả đón nhận qua những tràng pháo tay hay lắng nghe mình hát, thì em nghĩ là người nghệ sĩ rất là sung sướng, phải không chị? Và cái điều mà Diễm nghĩ là ngay cả bản thân là một nghệ sĩ, một ca sĩ, và cả khán giả cũng vậy, kính thưa quý vị. Mình đi làm cho một cái chương trình với một cái mục đích nào đó mà mình cảm thấy là nó hay, cái mục đích hay, ý nghĩa, thì it's a win-win, đúng không? Đúng. Nó đều là nó là một tuyệt cái rất là tuyệt vời, tại vì mình vừa đi mình vừa được thưởng thức nhạc, người ca sĩ thì được hát cho quý khán thính giả nghe, mà mình còn biết là mình đã góp một bàn tay nào đó để mà đóng góp cho những cái trẻ em, những người nghèo, người khó ở mãi tận Việt Nam. Cho nên chị nghĩ là một khi ra về thì chị bảo đảm rằng là riêng chị thì chị thấy là mình sẽ ấm áp cái lòng. Mình cảm thấy rất ấm áp, bởi vì mình làm cái này là mình làm đối với chị, là chị không biết em nghĩ sao chứ đối với chị mà làm cái gì đó từ thiện á, là làm cho bản thân mình đấy. Tối về ngủ sướng lắm, cười hoài à, cứ vui ấm áp trong lòng em nhỉ. Đời sống này nó ý nghĩa và dễ thương vô cùng. Đúng. Thì cho nên là quý vị đến với chương trình Mùa Thu Cho Em năm nay, như Jimmy có chia sẻ là vừa được làm việc nghĩa mà vừa được thưởng thức chương trình nghệ thuật với tiếng hát Diễm Liên, Quang Dũng, Trọng Bắc, Vân Quỳnh và một tài năng mới đó là Hân Holiday. Thì quý vị cũng được nghe một cái bữa tiệc âm nhạc có đầy đủ màu sắc, và đặc biệt nữa là với phần ban nhạc của nhạc sĩ Vũ Quang Trung. Vũ Quang Trung, mấy bữa giờ là tụi chị đang cũng là trao đổi bài vở để cho nó thật là đàng hoàng, tử tế, để cống hiến tới những cái bài hát thật là có cũ có mới, để không quý vị không có bị nhàm chán. Cho nên là I can't wait. Nói là chương trình mùa thu thôi nhưng mà chuẩn bị là từ hồi mùa xuân rồi đó chị. Đúng rồi. Kính thưa quý vị, cho nên mà một điều mà chị cảm thấy là cũng nên nói đây là cách làm việc của ban tổ chức. Tại vì Diễm rất là tôn trọng ban tổ chức của VN Hope, làm việc rất là đâu ra đó. Diễm Liên nhân cơ hội này cũng xin cảm ơn chị Thư nè, rồi tất cả những thành viên làm việc xung quanh chị đã cho tụi em có một cái rất là cái cơ hội và thoải mái và tin tưởng vào VN Hope để làm việc. Cảm ơn chị. Thì cho nên khi quý vị xem chương trình này thì quý vị có thể gọi số phone trên màn ảnh. Nếu quý vị ở miền Nam Cali thì quý vị có thể tham dự vào ngày 14 Tây tháng 10 vào lúc 7:30 tối ở rạp Sài Gòn Grand Center ngay đây. Ok, cũng gần ngay trung tâm mình. Còn San Jose của mình là tới 2 suất đúng không? Dạ đúng. Suất đầu là 2 giờ và suất thứ nhì là 7 giờ. Cha cha. 2 giờ rưỡi và 7 giờ rưỡi. 2 giờ rưỡi là 7 giờ rưỡi. Dạ. Tại vì người Việt Nam mình hay đi trễ cho nên chị hao nửa tiếng. Chị trừ hao nửa tiếng thì tới đi qua đi lại là tới giờ là vừa. Tại Santa Clara Convention Center ở tại San Jose. Yes. Đó là một cái rạp cũng rất là thú vị để mà cho nhạc thính phòng. Đúng chị. Yes. Và em nghĩ rằng là ở tại miền Nam hay miền Bắc Cali thì mỗi một nơi đều có một cái khán giả đón nhận nghệ sĩ rất là riêng. Và hy vọng là chúng ta sẽ được thưởng thức một chương trình nghệ thuật với tiếng hát của Diễm Liên, Quang Dũng, Trọng Bắc, Vân Quỳnh, Hân Holiday trong chương trình Mùa Thu Cho Em năm nay. Quý vị gọi ngay cho ban tổ chức để có cái chỗ ngồi tốt. Thưa chị,
nhắc đến bài bản năm nay và về đơn ca đó thì chị có cái bật mí gì về phần đơn ca của mình không? Không bật mí đâu, để tới ngày đó mới bật mí. Dạ. tại vì thật sự là thính phòng thì bao nhiêu năm nay chị cũng đã hát rất là nhiều rồi. Chị hoạt động văn nghệ bên hải ngoại này cũng hơn 30 năm rồi. Thì thính phòng thì nó có một cái khung nhạc nhất định. Nhưng mà kỳ này chị Thư hay lắm, chị Thư muốn là mình break out ra và đem những cái bài nhạc một cái luồng gió mới hơn một chút xíu. Nhưng mà cũng là trong phạm vi của Thùy Diễm, của Thùy chị thôi, nhưng mà mình gửi đến những cái tác phẩm mới, không phải mới là thật là mới hoàn toàn, mà là những cái tác phẩm mà chị, ví dụ như chị cũng đã làm trong cái kênh YouTube của chị đó. Thì nhưng mà chưa có dịp thi thố mà hát live cho quý vị nghe. Thì bây giờ đây là cái cơ hội Diễm chị được hát để cho quý vị nghe những cái bài mà Diễm đã từng hát trong cái channel YouTube. During like COVID là mình làm nhiều lắm đó, cho nên I can't wait. Quý vị nào mà ở nhà đó, mà ở YouTube của chị Diễm Liên Official, quý vị sẽ thấy rất nhiều những cái video mà chị Thâu, mà không phải là những cái bài đã quen thuộc như Anh Còn Nợ Em hay là Khúc Thụy Du đâu, có những bài mới mà chị lần đầu trình bày trên kênh YouTube của mình. Và phải công nhận là cái tiếng trong sân khấu thì gọi là rộng xài đó, chị hát nhạc nào cũng hay hết. Rộng xài. Nhưng mà những bài mới, cái đó cũng là một cái gift ha. Và cũng là một cái trời cho, tại vì nhưng mà chị thì cái tính chị là chị thích thử. Tại sao không thử? Ở đây là mình có một cái cơ hội, đây là mình ở cái nước là United. Đúng không? Nó rộng, mình nhiều, được thấy nhiều cái văn hóa khác nhau. Cho nên nhạc cũng vậy, chị cũng thích thử, kể nó không phải là cái bài nào mình cũng hay đâu nha, cũng có cái bài nó cũng trật duột chứ không phải là không, nhưng chị nghĩ là mình cho nó cơ hội để cho mình có cơ hội và cho cái bài nhạc nó có cơ hội để xem mình thay đổi cái màu ra sao sang, nhưng mà đôi khi nó cũng work, nó cũng mình cũng thấy là mình cũng có một cái mặt đó cũng lạ lạ, cho nên nó vui lắm. Mình thử, mình nên thử chứ. Có một cái video mà em rất là yêu thích, đó là chị song ca với chị của chị. Chị Quỳnh Liên. Dạ đúng. Đấy, quý vị nên xem cái đó. Muộn màng là từ lớp, đúng rồi. Chị em chị Quỳnh Liên, đúng rồi. Ủa, vậy là chị Quỳnh Liên cũng là ca sĩ trước đây hay sao chị? Đúng rồi. Chị là chị đi theo bước chân của chị Quỳnh đó chứ. Chị Quỳnh là hát trước. Nói chung là trong nhà mấy chị em là sinh hoạt thiếu nhi, thì nhi đồng nhỏ nhỏ lên lên. Nhưng mà thì, bởi vì là chị Quỳnh là chị cả. Cho nên thì thấy chị cả như vậy thì mình cũng thích chứ. Cho nên là cũng đó là cũng một cái nơi mà xuất hiện được ca sĩ Diễm Liên, tại vì thấy chị Quỳnh hát mình thích, thế rồi mình cũng tập hát theo chị. Khi qua hải ngoại thì chị Quỳnh có hát tiếp không? Chị Quỳnh là đang retire sớm. Ôi trời. chị nghỉ hát lúc mà còn ở Việt Nam là cho nên sau bên này năn nỉ rớt nước mía, rớt cả miệng luôn, rớt nước mắt, cái như là dùng đủ chiêu hết á. Để ví dụ được chị song ca với mình một bài đấy. Nhưng mà đó là một cái kỷ niệm lớn. Đúng. Và khi mà em nghe công nhận chị Quỳnh hát hay. Mà đẹp rất. Gái chị Quỳnh cũng đẹp gái. Nhà chị ai cũng đẹp hết á. Lại đi ăn nữa chị Bao. Là nhà chị là có mấy chị năm chị em gái hết. Đúng rồi, Quỳnh Liên, Phượng Liên, Diễm Liên, Thảo Liên, Mai Liên. Năm chị em gái, năm cô gái đến từ Đà Lạt. Đúng rồi. Chị có dịp về lại thăm Đà Lạt mình có chứ em? Cũng có nhiều người cũng hỏi chị là có bao giờ có ý định về Việt Nam hát chưa, về Đà Lạt hát chưa? Thì chị nghĩ là thật sự là chị, ai mà không có muốn về một cái nơi mình sinh ra, mình lớn lên để mình hát, nhưng mà cái gì nó cũng phải tới cái duyên và tới cái thời gian nào đó. Thì chị nghĩ là Diễm chỉ để tùy duyên. Khi duyên tới thì mình là tới thôi. Mình sẽ nhận thôi. Bây giờ có một câu hỏi muốn hỏi chị là từ lúc bé, như cái thời gian mà chị bắt đầu yêu nhạc rồi bắt đầu đi hát đó, chị có ảnh hưởng bởi một ca sĩ nào hay không, hay có yêu thích một ca sĩ nào? Có chứ. Cũng như Việt Nam. Có. Tất nhiên là khi bé là mình thích chị Quỳnh Liên. Lớn hơn một tí là bắt đầu được nghe nhạc, thì hồi đó chị Diễm rất là yêu giọng ca của chị Khánh Hà, chị Y Lan, chị Khánh Hà, rồi
trước đó nữa, khi mà về sau này ấy, khi mà hoạt động trong trung tâm Asia từ từ khi mà bắt đầu cái giọng ca mình mới chín mùi một chút xíu thì là bắt đầu lại mê những cái giọng ca mà trước đó nữa. Lạ không? Chứ không phải là người nghe mới. Trước đó nữa như là cô Thái Thanh, cô Lệ Thu, cô Khánh Ly. Tự nhiên bây giờ mình càng lớn thì càng chị lại thích nghe những cái những cái giọng thật là xưa hồi đó. Rồi mới thấy là ôi các cô này hay quá. Đúng rồi chị. Ban kỹ thuật bắt đầu nói là hết giờ để sao á. Em lại muốn nghe tiếp. Thôi giờ để một hẹn một cái dịp một khác. Một cái dịp nào hai đó. Hai chị em mình hàng riêng. Dạ đúng rồi, sẽ dài hơn. Sẽ dài hơn. Cảm ơn chị đã góp tiếng nói trong ngày hôm nay. Cảm ơn em. Mong được gặp tất cả quý khán giả xem đài, những quý vị yêu nghệ thuật và có lòng với những công tác thiện nguyện trong chương trình Mùa Thu Cho Em ở tại miền Nam Cali ngày 14 tháng 10 lúc 7 giờ rưỡi tối ở rạp Sài Gòn Grand Center, cũng như là ở miền Bắc Cali ở tại Santa Clara Convention Center vào lúc 2 giờ rưỡi chiều và 7 giờ rưỡi tối vào ngày 21 tháng 10. Rất mong được gặp tất cả quý vị trong chương trình Mùa Thu Cho Em năm nay. Chị thì chị mong được gặp lại em cũng như là quý khán thính giả ở show diễn tại Nam Cali cũng như là Bắc Cali. Không mong gì hơn là mong được gặp quý vị thật là nhiều quý vị để cho Diễm Liên được trình diễn cho quý vị nghe, cũng như là tất cả các chị em nghệ sĩ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị muốn đi ba suất cũng được luôn nha. Không sao cả quý vị. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình Mùa Thu Cho Em. Jimmy kính mời quý vị đến với chương trình Nhạc Gây Quỹ hàng năm Mùa Thu Cho Em của Hội Từ Thiện VN Health. Chương trình sẽ được tổ chức tại miền Bắc và miền Nam California. Tại miền Nam California sẽ được diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút tối ngày thứ Bảy, ngày 14 tháng 10 năm 2023 tại rạp Sài Gòn Grand Center, địa chỉ 16149 đường Brookhurst, Fountain Valley, Cali 92708. Còn tại miền Bắc California sẽ được diễn ra vào thứ Bảy, ngày 21 tháng 10 tại Santa Clara Convention Center Theater. Sẽ có hai suất diễn, 2 giờ 30 phút chiều và 7 giờ 30 phút tối, gồm các ca sĩ thượng thặng như Quang Dũng, Diễm Liên, Trọng Bắc, Vân Quỳnh, ban nhạc Vũ Quang Trung và Jimmy hân hạnh gặp lại quý vị trong vai trò điều khiển chương trình. Chắc chắn chúng tôi sẽ cống hiến đến quý vị một buổi nhạc tuyệt vời. Vé hiện đang bán tại ABC Cargo trên đường Center, 408-504-8325 hoặc tại miền Nam California ở Bosa Tích Kịch, số phone 714-418-2499 hoặc mua vé trực tuyến trên trang web vnhealth.org. Mọi thắc mắc xin liên lạc ban tổ chức 408-586-8100. Tiền lời sẽ dùng cho các chương trình giúp người nghèo tại Việt Nam.